Xin chào quý vị và các bạn. Chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục live stream chương trình thi lên đài Know Q1. Đây là chương trình thi lên đài cấp cao nhất của các cái màu đài bên dưới, và sau đó là sẽ chuyển lên đài đen hay còn gọi là huyền đài. Hết đài Know Q1 sẽ lên huyền đài nhất đẳng. Hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện các kỹ thuật cơ bản của chương trình thi lên đài Know Q1 và 3 bài quyền. Phần đối luyện quá dài, 30 kỹ thuật chúng tôi sẽ dành cho buổi sau. Chúng ta bắt đầu. Anh em chuẩn bị quay và đọc cho anh Hải kỹ thuật cơ bản. Ra chào cho các bạn. Hey! Bắt đầu kỹ thuật cơ bản. Trước bất kỳ cái nội dung nào trong mỗi buổi tập thì chúng ta đều phải khởi động. Sau phần khởi động thì sẽ là phần tập chính thức. Và sau phần tập chính thức sẽ là phần thả lỏng để nghỉ. Thì các cái chương trình tập từ trước đến nay chúng tôi đều hướng dẫn võ sinh như vậy để đảm bảo sức khỏe cho các em trong quá trình tập luyện. Thì chúng ta phải nên tự duy trì ba cái đó. Trong những buổi live stream để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi đã cho huấn luyện viên, vận động viên khởi động trước rồi, cho nên là chúng ta sẽ không có thời gian nhiều để khởi động nữa, mà chúng ta sẽ phải tự khởi động theo các cái chương trình dạy võ trực tuyến của chúng tôi hoặc là dạy võ cấp tốc trước đây chúng tôi có hướng dẫn khởi động đó. Bây giờ sẽ bắt đầu kỹ thuật cơ bản của chương trình thi lên đài Know Q3. Hey. Nghiêm. Chào. Yo. Chúng ta. Kỹ thuật 1. Từ kỹ thuật 1 đến kỹ thuật 4 bước 5 Kisami. Kỹ thuật 1 Nghe đan và đai Yaku Yaku Yuki. Kỹ thuật 2 AGK Yayuki Yayuki. Kỹ thuật 3 Suto ODK Yakuyuki. Kỹ thuật 4 Uchiyoke Yakuyuki. Kỹ thuật 5 Tiến đá Maiwashiri. Bước 5 Ushiro Yaku Maiwashiri. Kỹ thuật 6 lặp lại kỹ thuật 5.
Kỹ thuật 7. Tiến Jokogeri Ushirogeri Ushiro Magashigeri. Kỹ thuật 8, lặp lại kỹ thuật 7. Đi, em đi 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 lại đó. Đọc lại, em đọc lại tên. Jokogeri Ushirogeri Ushiromagashigeri. Sau kia diện tích còn thừa rất nhiều. Đi vấn đề về kỷ bước 8. Thank you.
đúng gần như vậy khoảng kỹ thuật một từ bây giờ đến chứ phải sau thời gian ghế đang đây xong đi kỹ thuật một bước kỹ thuật một đi lên trước ghế đang đây ra một chút gì bước thứ năm kia gì mình sẽ đi ba bước nghĩa là theo quy định là năm bước nhưng mà đây để rút ngắn lại cho hai dễ theo dõi thì sẽ thực hiện là ba bước được rồi kizumi gas đặt xong bước lên một nửa tấn kizumi bước lên một bước thôi một bàn chân cũng phải nửa tấn đâu dập lên có một dập lên thôi. Kỹ thuật sai lùi được ok ok đòn thứ năm kizumi bước thứ năm kizumi và đoạn thứ ba là khu máy bắt xe đi
mang quốc xe đi. Anh có ấy anh lùi hẳn làm sao anh thực hiện, anh làm cái một người đá là lùi, không làm sao này. Hướng dẫn thì mình chỉ cần đi một bước, hai bước và rồi tôi đi thì dài em gần 5 bước thì lặp lại ngược lại. Hết kỹ thuật. Cứ xưa sau và về đi.